thưa quý vị và các bạn, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Bộ Y tế vẫn thường xuyên khuyến cáo và mọi người cũng đang thực hiện việc này, đó là đeo khẩu trang khi đến nơi đông người. Mới đây, sau khi tham khảo ý kiến của các cha mẹ học sinh về việc đi học trở lại, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có văn bản khẩn gửi các cơ quan, các cơ sở giáo dục về việc khảo sát ý kiến phụ huynh cho học sinh đeo khẩu trang khi trở lại trường. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị thực hiện khảo sát ý kiến phụ huynh học sinh về việc đeo khẩu trang trong trường học nhằm phòng chống dịch Covid-19, đồng thời yêu cầu các đơn vị nhập báo cáo tổng hợp sau khi đã lấy ý kiến từng phụ huynh học sinh. Báo cáo các đơn vị trường học phải gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước bằng email, sau đó gửi bằng văn bản có ký thế đóng dấu. Các đơn vị phải nắm danh sách phụ huynh nào đã thực hiện khảo sát và chưa thực hiện khảo sát. Thời gian thực hiện từ 15 giờ ngày 4 tháng 3 đến 15 giờ ngày 5 tháng 3. Mặc dù chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh việc đeo khẩu trang có thể chống lại COVID-19, nhiều chuyên gia y tế cũng cho rằng không nhất thiết lúc nào cũng phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên, tại những nơi đông người như lớp học, việc đeo khẩu trang vẫn là việc làm cần thiết.